Rồi ca sĩ Kim Loan. Kính thưa quý vị, ca sĩ Kim Loan sẽ đến với chúng ta qua nhạc phẩm Lá Rơi Bên Thềm. Xin quý vị một tràng pháo tay cho ca sĩ Kim Loan. Kim Loan thân ái kính chào tất cả quý vị. Sau đây là nhạc phẩm Lá Rơi Bên Thềm của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn. Và sau đó xin mời tặng cho chị Nga Lê Trọng Nguyễn. Ca sĩ Pháp Bùi chuẩn bị. Gợi nhớ